lại cái màn hình chính này thì các bạn nên thấy đây, trên đây nó có hai cái phím âm lượng ha, một là trừ, hai là cộng. Đây, phím này gọi là phím trừ ha, âm lượng giảm ha, giảm ha, cái này là âm lượng tăng nha. Thì bây giờ muốn chụp màn hình lại thì các bạn bấm phím tổ hợp phím âm nguồn này và cái phím volume trừ này ha. Đây giờ mình sẽ bấm nè. Ok ha. Bất kỳ máy Android nào nó cũng vậy ha. Đây, ví dụ như con này cũng vậy đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, còn một số máy thì cái phím nguồn này, một số hệ điều hành Android đời sau này thì họ nhấn nút nguồn này là các bạn không tắt nguồn được ha. Nó không 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 ra tắt nguồn ha. Mà phím mà cái nguồn của nó là tổ hợp phím âm phím nguồn này và cái phím volume cộng ha. Ha, giờ mình bấm nè. Đó, nó hiện lên nè, để chúng tắt nguồn nè, bấm vô tắt nguồn là xong ha. Đó, đó có hai cách. Nếu mà các bạn dùng sản phẩm mà bấm vô nút nguồn này mà nó không hiện lên tắt nguồn, ha, giữ lâu không hiện lên tắt nguồn thì các bạn bấm Để nhận tổ được hợp trợ phím giúp về thiết bị, này. hãy xem chung. Đó, bấm tổ hợp phím này với volume cộng nè. Thì nó sẽ hiện ra cái tắt nguồn ha. Rồi, ok. Rồi, sắp kết thúc Vậy thì video tại tốt đây ha. rồi. Rồi.